với một anh ngon dài nghề nói làm ăn kinh doanh chắc cũng giàu nhiều tiền. Ngồi đợi chờ mãi mà anh chưa qua, mình nóng lòng ghê luôn nha. À đây rồi. Hello, good afternoon em ạ. Và sorry anh đến late. Dạ không sao ạ. Lúc nãy có tí busy, meeting công ty suýt quên. Vì anh hay gầu ra nước ngoài, thường xuyên speak English. Ui. À mà cũng khó kiết chế em ạ. Lady sit down pearly. Thật là một doanh nhân lịch lãm và quần hút. Khoái khoái, chảy nước miếng, chảy nước miếng. Này phục vụ cho cốc lemon leo. Dạ what is lemon leo? Là chanh leo cho cốc chanh leo. Dạ ok anh có luôn. Này em drink cái chi? Cái chi? Nhìn em trông rất beauty. Thằng em cho thêm cốc tea cho anh. Dạ em mang luôn có ngay anh chị nha. Ok. Thời buổi bây giờ hội nhập WTO, ta phải update cho professional. Mi hay đít cất đối tác nên bị quen mic English, meeting nhiều khá busy nên là tham có hơi ít. Nếu như em không chê, tomorrow đi ăn lăn. Em đâu làm gì xấu, sao tự nhiên lại ăn lăn? Lăn là ăn trưa, do you understand? Em nghe anh speak vài lần nữa sẽ quen. Ok. Tomorrow thì Mi có một cái cuộc discuss với đối tác. Đấy. Mi gửi cho em cái card visit để em có thể compare giữa Mi và các cái đối tác khác. Mới sáng sớm đã đi lượn, mày tin tao cho mất lương. Khách vẫn ý ơi đang gọi, mày nhanh tay nhanh cái chân. Xịp có miếng nước thôi mà, giờ cam đau để chớ căng. Còn vẫn dám cãi nữa cơ à, mày nhanh mau đi xịp đê. Áo quần đi mượn, suốt ngày đi lượn. Nói lắm nhiều lời trong khi việc rất thông thường. Mày không sửa đổi ông đây thay nhân viên khác. Ok em đi xịp luôn đây bác. Số 25 trong ngõ 52, bà ngắt đâu rồi tôi đến đây. Làm gì mà sao lâu la vãi ra, gọi bao nhiêu lâu mới qua. Công ty to rất to nên quy trình người lâu hơn tí nha. Bà đặt nhà ông nhanh em bác nho, bây giờ là company rất to. Thôi ông lắp luôn cho tôi còn đi vô trong nấu cơm. Mời vô. Bà từ từ tôi nói cho. Công ty có hai thành viên và tôi đây thứ hai. Chính xác là vị trí tôi như là vice president. Cho nên bà đừng coi khinh, không là tôi mất vui. Mất hết cái liêm sỉ. Rồi thôi đi ông shipper. Nhân viên bán nước mà ông làm như quan chức to. Bốc phét vừa với tôi là chi nhà ông như nào. Nhanh mang vào luôn cho tôi còn đi nấu cơm. No problem để tôi. Mời chị xem lại hợp đồng và nghiệm thu. Sản phẩm bình nước tiêu chuẩn ISO. Cần tuân thủ quy định và quy trình, vui lòng không ghi hình khi mình lên bình. Công ty chúng tôi có khuyến mại khách hàng mới, mong rằng lần sau lại có thêm khách hàng tới. Ở trên cương vị là một người phó giám đốc, tôi tặng chị 8 cái cốc, mời gia đình rót nước sôi. Nào, bà ký bên bản nghiệm thu trả tiền, tôi còn đi về cái bà nhỉ. Rồi. Tuyết ơi, mang ví ra đây cho mẹ cái. Đi đây mẹ ơi. Anh này nhìn quen đấy nhở. Anh thích Spring. Đúng là anh thích rồi. Anh thích Spring thế này. Là ai? Là cái anh mà con bảo mẹ đấy. Hả? Hay sao anh dai qua đây. Mama ơi, người yêu con đây. Là người mà con vừa khoe mẹ đấy. Vừa khoe hồi sáng đây. Mày khoe yêu đương anh đi ô tô, lại còn đi năm châu bên công ty to. Mà giờ này tại sao là nó? Là sao mother. Thằng này là thằng giao nước cho ông nhanh ở ngay đầu ngõ. Thì là công ty có hai anh em thì tôi là phó. Vậy mà lại bà Hoa chém kêu công ty là to thật to. Ôi dồi ôi, mày tin người quá rồi Tuyết ơi. Cấp 2 du học ở bên Mỹ Tho. Công ty trách nhiệm hữu hạn nhanh sạch rất to. Hai mẹ con bà make it complicated. Thì enjoy cái moment trước khi nó tú lẹt. Tôi thì không tiền mà thích ra oai có quyền. Lắm mồm khoe khoang trông giống như thằng điên. Tôi đây là si tài chuyên. Nghiệp nào khiến cô ý kiến. Vẫn còn muốn cãi sao xin mời biên. Tiên
lắp bình xong rồi thì bố nhanh nhanh cút về. Cút về. Tứ thèm tôi đi luôn. Bố thăm nhà quê. Mai sau này mẹ con tôi cạch tứ mua thêm nữa. Cứ làm như chúng tôi thèm cô mua nữa cơ. Đấy.